Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá về tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Kể từ khi triển khai thực hiện kết luận số 01 về học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hàng năm phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị trong cả nước, nhiều mô hình hay cách làm mới, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực khắp các địa bàn trong cả nước được biểu dương nhân rộng. Quá trình học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên bằng những việc làm hành động cụ thể thiết thực, được nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm 2021, tỉnh Hưng Yên có 5 tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Trong năm 2022, có 44 tập thể cá nhân được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý như huân chương lao động, cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Gần 800 cá nhân tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và danh hiệu thi đua. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chủ đề hàng năm, gắn việc triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các nghị quyết kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố và phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho cán bộ đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên.